Công an thành phố Hồ Chí Minh đánh mạnh tội phạm cá độ bóng đá và đòi nợ kiểu khủng bố. Đại diện lãnh đạo cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, công tác phòng ngừa đấu tranh với các đường dây đánh bạc, nhất là cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022, gọi điện đòi nợ kiểu khủng bố là những nhiệm vụ trọng tâm của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Chiều 24 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố tuần qua. Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo Phạm Đức Hải đã chủ trì cuộc họp. Thông tin tại cuộc họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác phòng ngừa đấu tranh với các đường dây đánh bạc, trong đó có hoạt động cá cược mùa bóng đá World Cup là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động ngày 15 tháng 11 vừa qua. Theo đó, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị quan tâm đến công tác đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra World Cup, đặc biệt là hành vi đánh bạc, cá độ tín dụng đen. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu không để các hành vi cá độ diễn ra công khai tại những tụ điểm xem bóng đá trên không gian mạng. Từ chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng cảnh sát hình sự và công an các cấp đã tăng cường nắm bắt tình hình, tập trung theo dõi, phối hợp để triệt phá các hoạt động tín dụng đen, các đường dây tổ chức cá độ truyền thống qua mạng. Kết quả ngày 21 đến 22 tháng 11 vừa qua, Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, khám xét 14 địa điểm, trong đó có 8 địa điểm tại 6 quận ở thành phố Hồ Chí Minh là quận 4, quận 5, quận Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp với số tiền cá cược của đường dây này lên tới 30.000 tỷ đồng. Cùng với đó, ngày 20 tháng 11, Công an thành phố đã khởi tố bắt tạm giam 13 đối tượng làm việc cho công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mirae Assets quận 4, chuyên cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng với hàng chục đối tượng chuyên gọi điện khủng bố con nợ, người thân hoặc nơi con nợ làm việc. Công an thành phố cũng triệt phá băng nhóm 220 đối tượng đòi nợ thuê tại công ty trách nhiệm hữu hạn Rowlands quận 12, khởi tố 3 đối tượng. Về tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện Công an thành phố cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ thực hiện cao điểm 90 ngày đêm đã đề ra. Cụ thể, đến ngày 24 tháng 11 năm 2022, toàn thành phố đã thu nhận được 5.729.122 hồ sơ cấp căn cước công dân, đã tiếp nhận và trả 5.146.044 căn cước công dân. Hiện Công an thành phố còn khoảng 256.211 trường hợp cần cấp căn cước công dân gắn chip theo chỉ tiêu được giao đến hết năm 2022. Thành phố cũng đã thực hiện cấp 1.066.884 tài khoản định danh điện tử với mức độ 2 và vận động người dân tự đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mức độ 1.